Bài thứ 10: Bát quan trai giới. A. Mở đề. Đức Phật Thích Ca nói pháp gần 50 năm, có đến 84.000 pháp môn, vô lượng diệu nghĩa. Mặc dù giáo pháp nhiều như thế, nhưng không ngoài ba môn chính là giới, định, huệ. Trong giới, định, huệ thì giới là phần quan trọng, là phần căn bản. Nhờ giới, tâm mới định. Tâm có định, huệ mới phát sanh. Huệ có phát sanh mới dứt trừ được vô minh phiền não. Vô minh phiền não có dứt trừ mới minh tâm kiến tánh và thành Phật. Nhưng giới cũng có nhiều thứ, có thứ cao, thứ thấp, có thứ áp dụng cho hàng xuất gia, có thứ cho hàng tại gia. Trong hàng xuất gia thì sa di chỉ giữ 10 giới, tỳ kheo giữ 250 giới, tỳ kheo ni đến 348 giới. Về phía tại gia thì có tam quy, ngũ giới, bát quan trai giới, bồ tát giới. Tam quy ngũ giới thì chúng ta đã học rồi, bồ tát giới thì khó khăn hơn, chúng ta sẽ học sau. Bây giờ đây chúng tôi chỉ nói đến bát quan trai giới. B. Chánh đề. Phần 1: Định nghĩa. Bát quan trai giới là một phép tu hành của người tại gia áp dụng trong một ngày một đêm 24 giờ. Chữ quan là cửa, cửa ngăn chặn 8 điều tội lỗi. Chữ trai tiếng Phạn là Bosada, nghĩa là khi đã qua giờ ngọ 12 giờ trưa không được ăn nữa. Vậy bát quan trai giới là sự giữ gìn cho thân tâm được thanh tịnh trong 24 tiếng đồng hồ bằng cách ngăn chặn 8 điều tội lỗi sau đây. 1. Không được sát sanh. 2. Không được trộm cướp. 3. Không được dâm dục. 4. Không được nói dối. 5. Không được uống rượu. 6. Không được trang điểm, thoa dầu thơm, múa hát và xem múa hát. 7. Không được nằm ngồi giường cao rộng đẹp đẽ. 8. Không được ăn quá giờ ngọ. Phần 2: Giải rõ 8 điều răn cấm nói trên. 1. Không được sát sanh. A. Ý nghĩa vì sao không được sát sanh? Chúng sanh mặc dù hình dáng có khác nhau, nhưng cùng có một điểm quan trọng giống nhau là tham sống sợ chết, biết đau khổ vui mừng. Không cần phải dẫn chứng cho xa xôi, ngay trong sự quan sát hàng ngày chúng ta cũng nhận thấy: cá thấy người cá lội xa, chim thấy người chim bay cao, cũng như người thấy cọp người lẩn trốn, vì đều sợ lâm nguy đến tánh mạng cả. Khi bị bắt, chim cá hay người đều dùng dãy để cố trốn thoát, và khi được thả ra thoát chết, trời ơi, còn gì sung sướng cho bằng. Nhận thấy được sự tham sống sợ chết, nỗi vui mừng đau xót của muôn loài như thế mà chúng ta còn đang tâm giết hại sinh mạng, thì thật là nhẫn tâm tàn ác vô cùng. Từ trước đến nay, loài người đã giết hại rất nhiều bằng đủ phương tiện, nào làm lưới để bắt cá dưới nước, dùng cung tên súng đạn để bắt cầm thú trên đất, và nhất là dùng đủ mưu mô kế hoạch để giết hại chém giết lẫn nhau. Về phía thiện thì có nhiều người cũng thiện vô cùng, nhưng về phía ác thì cũng nhiều người ác vô cùng. Chúng ta là Phật tử, nghĩa là những người theo đạo từ bi, chúng ta cần phải cố gắng đừng sát hại sinh vật, và nhất là đừng sát hại người. Về sự sát hại người, trong ngũ giới Phật đã tuyệt đối cấm chỉ, và chúng ta cũng đã phát nguyện giữ giới ấy. Nhưng về sinh vật, vì một số Phật tử còn ăn mặn nên chưa tuyệt đối giữ được giới sát. Vậy ít ra trong ngày thọ bát quan trai, chúng ta hãy tuyệt đối giữ giới ấy. Chúng ta không giết người, không trù tính mưu mô giết người đã đành. Chúng ta cũng không nên động đến sinh mạng của tất cả mọi loài hữu hình. Hơn nữa, nếu thấy ai có ý giết hại sinh vật, chúng ta phải khuyên lơn ngăn cản, đừng cho người ta thi hành ác ý ấy. Được như thế là ta giữ được trọn vẹn giới sát. Mặc dù chỉ trong một ngày đêm, nhưng lợi ích sẽ lớn lao vô cùng cho việc tu hành của chúng ta. 2.
không được trộm cướp. Hai chữ trộm cướp ở đây có một ý nghĩa rộng lớn vô cùng. Những vật thuộc quyền sở hữu của người ta, từ vàng, bạc, châu báu, đất ruộng, nhà cửa, cho đến đồ đạc, cây kim, sợi chỉ, cọng rau, người ta không cho mà mình lấy là trộm cướp. Lường thăng tráo đấu, đo thiếu lấy thừa, đi làm trễ giờ, bóc lột công nhân, lấy của công, ăn hối lộ, được của người không trả lại, đều là trộm cướp. Người đời coi tiền của hơn tánh mạng, trèo non lặn suối, lo mưu này tính kế nọ để làm ra tiền nuôi thân và gia đình, và để dành dụm phòng khi đau ốm tai nạn. Nếu rủi bị mất tiền của do mồ hôi nước mắt mà có, người ta vô cùng đau khổ tuyệt vọng, có khi đến quyên sinh. Chúng ta cũng đã có nhiều khi đau buồn vì mất của, thì xét người khác cũng vậy. Chúng ta không muốn ai trộm cướp của mình, thì tất nhiên mình cũng không nên trộm cướp của ai. Đó là lẽ công bằng rất giản dị. Huống chi chúng ta là Phật tử, nghĩa là những người quyết tâm diệt trừ tham dục để được giải thoát, thì lẽ nào ta lại lấy của phi nghĩa? Trong cuộc đời tranh đấu hàng ngày để sống, có nhiều khi chúng ta không giữ được một cách tuyệt đối giới cấm này. Chẳng hạn chúng ta làm ít mà cố đòi lương cho cao, bán hàng xấu với giá cao, mưu tính trước này kế nọ để được lợi nhiều một cách thiếu chính đáng. Có khi chúng ta nhận thấy như thế là bất chính, nhưng tự bào chữa rằng vì sự sống của gia đình thân thuộc mà phải làm như thế. Nhưng trong ngày thọ bát quan trai giới, chúng ta hãy triệt để giữ giới đạo. Chúng ta nhất quyết không trộm cướp đã đành, mà cũng không được để cho một ý nghĩa tham lợi móng lên trong tâm. Chúng ta không trộm cướp, không nghĩ đến sự trộm cướp, mà thấy ai trộm cướp hay nảy ra ý trộm cướp thì chúng ta cũng khuyên can họ, ngăn ngừa không cho họ làm bậy. Không những không trộm cướp và ngăn ngừa sự trộm cướp mà thôi, chúng ta còn bố thí cho những người nghèo khổ, thiếu ăn thiếu mặc, tìm cách giúp đỡ những người thân thuộc trong cảnh túng thiếu. Giữ được giới này một cách tuyệt đối thì dù thời gian ngắn ngủi trong 24 giờ đồng hồ, chúng ta cũng đã gieo được những nhân lành tốt đẹp cho sự tu hành của chúng ta. 3. Không được dâm dục. Dâm dục là cái nghiệp nhân sanh tử luân hồi, nên người xuất gia phải đoạn hẳn. Phật dạy rằng, người muốn đoạn trừ sanh tử, chứng quả niết bàn mà không trừ hẳn dâm dục, thì không khác nào kẻ nấu cát sạn mà muốn cho thành cơm. Dù ra công đem nấu, trải qua trăm ngàn kiếp cũng không thành cơm được. Vậy những Phật tử xuất gia muốn thành Phật quả thì phải trừ dâm dục. Còn những Phật tử tại gia chưa có thể hoàn toàn đoạn trừ dâm dục được thì Phật chỉ cấm tà dâm, nghĩa là ngoài vợ chồng không được lan chạ, và giữa vợ chồng cũng cần phải giữ chánh lễ, biết tiết dục để cho thân tâm được trong sạch nhẹ nhàng. Nhưng đây là nói về ngày thường của Phật tử tại gia, chứ đến ngày thọ bát quan trai giới thì tuyệt đối phải giữ giới tịnh hạnh, không được hành động dâm dục đã đành, mà cũng không được nhớ nghĩ đến những điều dâm dục. Nếu triệt để giữ đúng giới này thì dù chỉ trong 24 giờ đồng hồ, lợi ích cũng rộng lớn vô cùng, vì chúng ta đã có dịp để gieo nhân tịnh hạnh, là một nhân rất quý báu trong sự tu hành diệt dục. 4. Không được nói dối. Nói dối là tâm nghĩ miệng nói trái nhau. Nói dối có bốn cách mà chúng ta đã có học rồi trong bài ngũ giới, đó là nói không thật, nói thiêu dệt, nói lưỡi hai chiều, nói lời hung ác. Chúng ta đã thấy hằng ngày trong đời, tai hại của sự nói dối, tai hại lớn nhất là làm mất lòng tin cậy nhau. Trong một gia đình mà không tin nhau thì gia đình sẽ tan nát. Trong một xã hội mà không tin nhau thì xã hội sẽ điêu tàn. Trong đời sống hàng ngày chúng ta chưa có thể hoàn toàn giữ giới này được, thì trong ngày thọ bát quan trai giới, chúng ta hãy triệt để thực hành giới cấm này. Chúng ta không nói sai, không nói thiêu dệt, không nói hai chiều, không nói lời hung ác đã đành. Chúng ta lại còn khuyên răn những người chung quanh giữ đúng giới không nói láo ấy.
Nếu thực hành triệt để giới cấm này, thì dù chỉ trong một ngày đêm, chúng ta cũng đã gieo được một hột nhân quý báu rất hiếm có trong đời này, là lòng chân thật. 5. Không được uống rượu. Rượu làm say mê, tối tâm trí não người uống. Nó còn nguy hiểm hơn cả thuốc độc, vì thuốc độc uống vào chết ngay, xong chỉ giết chết một đời người thôi. Chứ rượu làm cho người cuồng tâm mất trí, gây nên nhiều tội lỗi, chết đi sanh lại, luân hồi nhiều kiếp trong tối tâm si ám. Bởi thế trong kinh Phật dạy: thà uống nước đồng sôi cho tan mất thân này, chứ không nên uống rượu. Chúng ta là Phật tử, nghĩa là những người đang trau dồi trí tuệ để được sáng suốt như Phật. Chúng ta không được uống rượu. Chúng ta không uống rượu đã đành, mà cũng không khuyên mời người uống rượu. Tự mình uống rượu tội còn nhẹ, chứ khuyên mời người khác uống tội lại nặng hơn. Song trong lúc đau ốm, nếu lương y bảo phải có rượu hòa với thuốc uống mới lành bệnh, thì chúng ta cũng được tạm dùng. Khi đó rượu trở thành một vị thuốc, chứ không phải là một vị làm cho trí não ta cuồng loạn nữa. Đấy là nói về ngày thường, chứ trong ngày thọ bát quan trai giới, chúng ta phải trừ tuyệt rượu, không được uống đã đành, mà còn khuyên răn người khác đừng uống nữa. 6. Không được trang điểm, thoa dầu thơm, múa hát và đi xem múa hát. 5. Giác quan, tai mắt, mũi lưỡi thân là 5 cửa ngõ có thể mở đường cho chúng ta đến cảnh giới Niết Bàn hay vào địa ngục. Nếu chúng ta biết mở 5 cánh cửa ấy về nẻo thanh tịnh, nghe những lời hay lẽ phải, thấy những điều thiện, điều lành, ngửi những mùi thơm tinh khiết, đạo dị, thì con đường đến Niết Bàn giải thoát không xa. Trái lại, nếu chúng ta hướng những cánh cửa giác quan ấy vào cõi ô trọc, mở rộng chúng cho tội lỗi ùa vào, nào nghe tiếng du dương luyến ái của dục vọng, thấy cảnh trụy lạc dâm mô, ngửi mùi vị say nồng, kích thích dục lạc, thì con đường địa ngục đã sẵn sàng mở rộng để đón chờ chúng ta. Phật cấm Phật tử trang điểm, tô son trét phấn, sức ướp dầu thơm, múa hát lả lơi quyến rũ, hay cấm đi xem những cảnh múa hát ấy, là vì muốn cho chúng ta khỏi đọa vào địa ngục. Nhưng trong đời sống hàng ngày của người Phật tử tại gia, vì còn tiếp xúc với đời sống xã hội, nên phải ăn mặc tề chỉnh trang nghiêm, đôi khi cũng phải đi dự những buổi hòa nhạc hay múa hát. Miễn là những thứ âm nhạc, những điệu múa hát ấy có tính cách trong sạch, xây dựng và hướng thiện. Nhưng trong hiện tại, các thứ nghệ thuật, kịch nhạc, ca vũ, cải lương, chiếu bóng, phần nhiều có tánh cách trụy lạc, thoái hóa. Chúng ta nên đề phòng, đừng quá dễ dãi mà sa vào dòng tội lỗi. Trên đây là nói trong ngày thường, chứ ngày thọ giới bát quan trai, chúng ta nhất định không được trang điểm, sức ướp dầu thơm, múa hát hay đi xem múa hát. Hơn nữa, chúng ta phải cố gắng diệt trừ những âm hưởng, bóng dáng của những thứ nghệ thuật không lành mạnh trong đầu óc chúng ta. Được như thế, tuy thời gian chỉ ngắn ngủi có 24 giờ, ảnh hưởng tốt đẹp của nó vô cùng quý báu cho sự tu hành của chúng ta. 7. Không được nằm ngồi giường cao đẹp, rộng lớn. Điều răn cấm này cũng như điều răn cấm thứ 6 có mục đích ngăn ngừa thân xác ta không cho buông lung theo những cảm giác mơn trớn khoái lạc của giường cao niệm tốt, chăn ấm màn êm. Vì những cảm giác này có thể kích thích lòng ham muốn bất chính của xác thân, tạo điều kiện cho chúng ta gây tội lỗi, nên Phật chế ra giới cấm này. Xưa, ngài Ngộ Đạt Quốc Sư là một bậc cao đức, được vua Ý Tôn và vua Hy Tôn hết sức ưu đãi. Vua Ý Tôn cúng cho ngài một bảo tọa bằng trầm hương rất quý báu. Từ khi được bảo tọa ấy, Ngộ Đạt Quốc Sư mống niệm danh lợi, thành ra thất đức, phải chịu nhiều tai vạ và khổ đau. Vì hiểu rõ cái tai hại của giường cao chiếu rộng, chăn ấm niệm êm, nên xưa ngài hiếp tôn giả từ khi xuất gia, lưng không nằm chiếu. Ngài Cao Phong Diệu Thiền Sư lập nguyện 3 năm không nằm giường chổng. Đức Phật Thích Ca trong khi xuất gia tìm đạo đã gối cỏ nằm xương,
từ năm này sang năm khác. Noi gương người xưa, các vị xuất gia chỉ nằm trên một cái giường nhỏ hẹp, giường ngủ chứ không bao giờ dùng giường rộng nệm cao. Kẻ tại gia cũng nên tập dần đức tánh giản dị đạm bạc ấy. Nếu chưa làm được trong ngày thường, thì ngày thọ giới bát quan trai cũng phải triệt để thi hành giới thứ bảy này. 8. Không được ăn quá giờ ngọ. Trong luật Phật dạy, chư thiên ăn sớm mai, Phật ăn giờ ngọ, súc sanh ăn sau giờ ngọ, ngạ quỷ ăn tối. Chư tăng học theo Phật phải ăn đúng giờ ngọ. Ăn đúng giờ ngọ được 5 điều lợi sau đây. 1. Ít móng tâm sai quấy. 2. Ít buồn ngủ. 3. Dễ được nhất tâm. 4. Ít hạ phong. 5. Thân được yên ổn và ít sanh bệnh. Trừ một vài trường hợp như khi đau ốm, luật cũng châm trước cho được ăn cơm cháo sau giờ ngọ, nhưng khi ăn phải sanh lòng hổ thẹn. Vì những lợi ích thiết thực nói trên nên người xuất gia cần phải thực hành, còn Phật tử tại gia khi tu bát quan trai giới cũng phải giữ đúng giới này. C. Kết luận. 1. Lợi ích của bát quan trai giới rất lớn lao. Như chúng ta đã thấy ở các đoạn trên, bát quan trai giới là một pháp tu vô cùng lợi ích cho Phật tử tại gia. Trong thời gian tu hành ấy, thân khẩu ý của người thọ giới được hoàn toàn thanh tịnh. Tuy chỉ có 24 giờ đồng hồ, nhưng 24 giờ ấy còn quý báu hơn cả một đời của một người không tu hành. Tuy lượng rất ít mà phẩm lại nhiều vô cùng. Nó chỉ là một giọt nước, nhưng là một giọt nước trong sạch hoàn toàn, cho nên nó còn quý hơn cả một ao nước đục bùn nhơ. Nó chỉ là một viên ngọc nhỏ xíu, nhưng đó là viên ngọc mani, nên nó còn quý hơn trăm ngàn châu báu khác. Chúng ta hãy phân tích một cách rõ ràng những lợi ích mà chúng ta đã thu hoạch được trong 24 giờ ấy mà xem. Nhờ giới thứ nhất, tâm ta không có ác ý giết hại sinh vật, miệng ta không nhai nuốt những máu huyết tanh hôi, thân ta không nặng nề vì thịt cá. Đối với chung quanh, ta không làm cho người và súc vật đau khổ, mất thân mạng. Nhờ giới thứ hai, tâm ta không động, ý ta không tham lam, thân ta không mang nặng những vật phi nghĩa. Đối với người chung quanh, ta không làm họ đau khổ vì mất của cải mà họ đã nâng niu quý trọng. Nhờ giới thứ ba, tâm ta được thanh tịnh, thân ta khỏi ô uế. Đối với người bạn trăm năm cùng những người chung quanh, ta giữ đúng lễ, làm cho họ kính trọng. Nhờ giới thứ tư, tâm ta không tà dại, lưỡi ta không dối trá điêu ngoa. Đối với người chung quanh, ta giữ được chữ tín, làm mọi người khỏi lo sợ nghi ngờ gì ta. Nhờ giới thứ năm, tâm ta được minh mẫn, miệng ta không nồng nặc hơi men, thân ta không loạn động. Đối với người chung quanh, ta không làm cho họ phải lo sợ khổ sở vì co ma men hành hạ. Nhờ giới thứ sáu, tâm ta không buông lung theo dục lạc, giác quan ta không dung chứa những hình ảnh, mùi vị, âm thanh tà tạp, dâm ô. Đối với người chung quanh, ta không làm cho họ phải tập nhiễm những cảm giác không trong sạch, không thanh thoát. Nhờ giới thứ bảy, tâm ta không móng lên những niệm danh lợi xa hoa, thân ta không bị dục lạc lôi cuốn. Đối với người chung quanh, ta dễ gần gũi thân cận vì không bị cái cao sang phù phiếm bên ngoài ngăn cách. Nhờ giới thứ tám, tâm ta được định tĩnh sáng suốt, thân ta nhẹ nhàng ít bệnh tật. Đối với các loài chung quanh như người nghèo đói, ngạ quỷ, súc sinh, ta không gây ra sự thèm khát vì sự lục lạo ăn uống về đêm. Bao nhiêu sự lợi ích cho mình và cho người mà chúng ta đã thu thập được trong khoảng 24 giờ đồng hồ, thử hỏi có một pháp tu hành của người tại gia nào quý báu hơn thế nữa. 2. Bởi vậy Phật tử nên thực hành bát quan trai giới. Phật tử tại gia mặc dù suốt ngày suốt tháng bận bịu về sinh kế làm ăn, mỗi tháng cũng nên sắp xếp việc nhà vào chùa thọ bát quan trai giới một vài lần. Nếu hoàn cảnh thuận lợi có thể thọ được nhiều lần lại càng tốt.
Nếu không đủ điều kiện đến chùa thì phương tiện ở nhà tu cũng được, nhưng lợi ích không bằng đến chùa. Vậy xin khuyên các Phật tử tại gia nên cố gắng thực hành y như lời Phật dạy, tu theo hạnh giải thoát, rồi khuyên nhiều người thực hành theo để cùng nhau tiến bước lên đường giải thoát an vui. Hoằng Pháp.